Hôm nay mình uống công thức này rất là có hương vị mùa hè. Với thành phần chính là kiwi và táo xanh. Về rau xanh thì mình có cải kheo rất là dễ uống. Mình đệm thêm một chút dưa leo và cải bó xôi. Món này chưa cần nếm là đã biết nó sẽ chua lắm rồi. Mấy món sinh tố này chỉ cần các bạn thay đổi thành phần của trái cây hoặc là rau á, cho cái này nhiều hơn cái kia một chút thì nó sẽ ra một cái mùi vị hoàn toàn khác luôn á. Hôm nay mình vẫn dùng thêm matcha và cho phần nước thì mình dùng nước dừa, thêm một chút đường thốt nốt nữa. Rồi bây giờ thì xay lên thôi. Hôm nay mình không có uống nước đá. Các bạn thường hay hỏi là bao nhiêu kilo calo cho một ly như vậy thì thật lòng là mình không biết, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này nha. Mình đảm bảo với các bạn đây là công thức sinh tố xanh dễ uống nhất dành cho người mới bắt đầu làm quen. Ở đây mình chỉ sử dụng cải keo thôi, bởi vì cái cải này hầu như nó không có mùi vị gì hết trơn. Còn trái cây thì mình sử dụng rất nhiều, nửa trái táo xanh và một trái chuối. Ngoài ra mình còn sử dụng lá bạc hà cho thơm và một muỗng bơ đậu phộng. Cuối cùng là phần nước thì mình dùng nước dừa. Tất cả những nguyên liệu cho món này rất là dễ kiếm và cũng đơn giản, ít thành phần. Mình xay sinh tố trước, sau đó bỏ đá vô xay sau cho hỗn hợp lạnh dễ uống. Công thức này đảm bảo rất là ngon, bạn nào chưa quen thì có thể uống công thức này trước nha. Hôm nay mình xay công thức này khá nặng với rất nhiều thành phần. Về trái cây mình có chuối, táo và kiwi. Hôm nay cuối tuần hai đứa mình đi tập cùng nhau cho nên là xay một cối lớn để uống hai đứa luôn. Về rau mình có cải keo và cải bó xôi, và lần đầu tiên mình dùng tử cần tây, và mình còn cho thêm hai nắm yến mạch. Với hỗn hợp này thì mình chỉ dùng nước lọc. Thường thì mình sẽ đổ nước đến khoảng 1/3 đến 1/2 cối. Rồi bây giờ thì cho thêm đá và xay lên thôi. Cái mình lo ngại nhất là cái mùi cần tây ở trong cái món sinh tố này, nhưng mà hóa ra xay như vậy cũng rất là dễ uống đó mọi người. Mình đổ một ít ra ly để uống ở nhà. Còn lại mình bỏ vô bình giữ lạnh để mang theo. Tuy hơi muộn nhưng mà cuối tuần vui vẻ nha mọi người.